Haaland đưa Man City lên đỉnh bảng. Tiền đạo Erling Haaland lập công giúp Man City thắng chủ nhà UEFA 3-0 ở vòng 8 ngoại hạng Anh hôm 17 tháng 9. Sau một tuần tạm nghỉ vì sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, giải ngoại hạng Anh quay lại với cặp đấu trên sân Molineux. Không lâu sau phút mặc niệm cho nữ hoàng, sự sôi động trở lại trên các khán đài khi Jack Grealish lập công ở giây thứ 55 sau đường kiến tạo từ cánh phải của Kevin De Bruyne. Nhưng tâm điểm trong hiệp đầu vẫn là cái tên quen thuộc Erling Haaland, khi tiền đạo 22 tuổi duy trì thói quen ghi bàn và lập kỷ lục. Phút 16, nhận bóng từ Bernardo Silva ở giữa sân, Haaland đi bóng và sút xa thành bàn từ chân phải chân không thuận. Lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2021, anh ghi bàn từ ngoài tấm địa. Tiền đạo Na Uy trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh ghi bàn trong cả 4 trận sân khách đầu tiên tại giải. Tính trong 99 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ khi rời Zanburg vào tháng 1 năm 2020, Haaland đã ghi tới 100 bàn. 11 bàn mùa này của Haaland tại ngoại hạng Anh nhiều hơn số bàn của Man United, Chelsea hay Newcastle. Cũng chơi nổi bật như Haaland trong hiệp 1 còn có Grealish. Ngoài bàn mở tỷ số, bản hợp đồng 100 triệu bảng còn câu được từ đối thủ một tấm thẻ đỏ. Phút 33, trung vệ Nathan Collins đạp thẳng vào người Grealish ở một tình huống ham bóng, khiến Wolves phải thi đấu thiếu người, chơi hơn người, nhưng Man City gây bất ngờ khi chỉ cầm bóng hơn 30% ở những phút đầu hiệp 2. Wolves vùng lên ở đầu hiệp nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ nét do chênh lệch về quân số và đẳng cấp. Sau những phút đá thực dụng, Man City tăng tốc và lập tức có thêm bàn. Từ pha bóng được khởi xướng bởi Haaland, De Bruyne có kiến tạo thứ hai trong trận, giúp Phil Foden nâng tỷ số lên 3-0. Trong 217 trận thi đấu tại ngoại hạng Anh, De Bruyne đã trực tiếp tham gia vào 150 bàn thắng, ghi 58 bàn và kiến tạo 92 bàn, tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận. 3 điểm giúp Man City chiếm đỉnh bảng ngoại hạng Anh với 17 điểm sau 7 trận. Haaland và đồng đội tạm hơn nhì bảng Arsenal 2 điểm. Ngôi đầu có thể đổi chủ nếu Arsenal thắng trên sân Brentford vào ngày mai.